lâu lắm rồi, hôm nay tôi mới lại dở cái máy khẩu CMD của tàu. Đồ rẻ tiền nhưng hy vọng là nó sẽ dùng tốt trong công việc gia đình cũng như là những cái đồ thông thường. Hôm ngoại khi thì tôi có thể may vá màn gió, quần áo, vân vân, nhiều thứ thông thường trong gia đình. Nhưng hôm nay là tôi sẽ thử ở một cái mức độ mà có thể đánh giá là tương đối cao, tức là cái loại mà may rất dày, có lẽ là còn dày hơn ở quần bò. Mọi người thử xem là cái chất liệu. Đây là cái tấm chùy chân của ô tô của Toyota Corona. Thế thì vì là cái miếng chùy chân này mình đã có một cái lớp đệm ở bên dưới rồi, thế nhưng mà tôi vẫn muốn có một cái tấm thảm chùy chân này nó dính ở trên cái tấm đệm đó để cho khi mà lên xuống là êm ái. Thế nhưng mà đã mua một số cái dính vào cái tấm này nhưng mà thực ra là nó cứ bị trôi đi, bởi vì cái lớp này ấy, nếu mà dùng cái băng dính mà họ bán trên thị trường ấy, thì nó cũng không giữ được. Thế thì hôm nay tôi mới thử xem dùng cái này. Mình sẽ may một cái, đây dự kiến là mình sẽ may một cái lớp dính bằng vải đây, để khi mình sẽ dán cái lớp kia lên cái mặt của cái sàn xe ấy, thì nó sẽ dính lại với nhau và nó giữ, nó không bị xô dịch. Tức là khi mà cái người mà lên xuống mà có dẫm vào cái tấm này, nó không làm trượt cái tấm thảm này, xê dịch ra khỏi cái vị trí mong muốn. Thế nhưng mà để mà máy được cái này thì nó mỏng thôi, cái này thì cũng dày nhưng mà nó vẫn thuộc diện mà không dày lắm, nó là cái gọi là mỏng được. Đây. Nhưng mà cái kinh khủng thì lại là cái này. Thế vậy thì tôi nghĩ rằng là nếu mà ta dùng cái kim thông thường để may vá thông thường thì ta đang dùng hay dùng cái kim nó là số 14. Thế thì tôi nghĩ rằng là cái kim nó sẽ yếu, mà không cẩn thận là nó sẽ gãy kim. Vậy tôi sẽ phải dùng cái kim số 16 hoặc 18. Thì ở đây là tôi đã đang có cái kim số 18, cả 16, 18, nhưng tôi nghĩ là 18 là nó mọc sẽ to hơn. Đó. Thế thì đây là, đây tôi có đầy đủ cả 14 này, 16 này, 18. Tức là mình đã mua dự trữ rồi. Thế thì bây giờ tôi sẽ sử dụng cái kim số 18. Đó. Thì cái kim số 18 là nãy tôi vừa mới cắt ra. À, cắt ra đây tôi lấy ra rồi. Và bây giờ tôi sẽ thay vào cái kim 14. Thì bây giờ đương nhiên là mình sẽ phải rút cái chỉ chân ra. Ok. Tháo cái kim này, thay kim này thì cũng đơn giản thôi. Đây mình có cái vặn ngay cái chỗ chân kim đây, bỏ kim số 14 đây. So hai cái kim 14, 18 thì sơ trong cái kim số 18 đây nó mọc hơn rất nhiều. Đó. Trông nó to, nó khỏe hơn thì tôi nghĩ rằng là nó mới chịu được. Chứ nếu không cái mũi kim 14 này mà nó xuyên vào cái tấm này nó dày quá thì khả năng là nó sẽ gãy kim. Đấy, thế bây giờ tôi sẽ cất cái kim 14 đi. Tôi sẽ lắp cái kim 18 vào. Để thử xem là nó có chịu được không. Ở đây cũng là lần đầu tiên tôi thử cái này cho nên là cũng có thể thành công và cũng có thể là có vấn đề gì đó cần phải điều chỉnh thì phải đã tính xong. Bây giờ mình cứ mạnh dạn mình thử. Vì cái máy khâu này nó phải thật sự là nó cũng rất là rẻ tiền cho nên là cũng không có ngại gì vấn đề thử thách. Nếu mà nó có hỏng thì cũng không thiệt hại về kinh tế nó quá ghê gớm, nhưng mà tất nhiên là tôi cũng không muốn hỏng mà muốn là nó đạt được cái mục đích công việc. Bởi vì bây giờ mà nó trục trặc cái gì đó thì
tôi sẽ xâu chỉ vào. Nhưng đáng nhẽ ra tôi phải dùng cái chỉ nó mập hơn. Chỉ này thì nó hơi mập, nhỏ quá. Nhưng mà tôi thì tạm thời thế này. Vì thông thường ấy thì phải dùng cái chỉ to để nó tương ứng với lại cái độ dày của vải thì hợp lý hơn. Nhưng hiện nay mà bị thay chỉ về sâu kim thì tôi cũng hơi ngại. Nên tôi cứ thử, nếu mà dùng được thì thôi, miễn là nó dính được vào nhau. Cái này nó không phải quan trọng gì lắm. Nó là một cái đồ thông thường. Được cũng tốt, mà không được thì cũng không thành vấn đề gì lắm. Đấy, mắt mũi dần kéo. Ra rồi. Đây là cũng có dụng cụ sâu kim rồi. Còn nếu mà sâu trực tiếp vào kim thì chắc là càng chịu. Thế còn cái chỉ trên này ấy, thì đáng lẽ ra thì nó phải có một cái suốt to. Nhưng mà vì là tôi đã cho cháu tôi cái cuộn chỉ to đây. Ví dụ như cuộn chỉ to như thế này thì nó phải có một cái giá để nó trơn tru. Như hiện nay là cái giá này tôi đã chế tạo, tôi đã cho tôi cháu mình ăn rồi. Thế bây giờ tôi đành phải đánh cái suất tại dùng tạm để lúc nào làm được giá sau thì bây giờ mà làm giá ngay thì không thực hiện được cái việc đó trước mắt. Đây, bây giờ tôi đã thay xong cái kim số 18, có lẽ là kim nó mập hơn. Thì muốn thế thì tôi bây giờ muốn thử xem có đúc được vừa cái chân vịt này không, bởi vì cái chân vịt này là bây giờ là có vẻ nó dày quá, không thể rút được cả vào cái này thì làm sao mà máy được đấy, thì nó cũng không đi được. Có lẽ cái cỡ của cái này ấy, nó cũng không cho phép được dày đến như thế này. Thế chị là quả này thì đây cái này em có cố mình rút được vào đây. Thế thì cái chân vịt này ấy, thì cũng là lắp mà có nó cũng có kích cỡ của nó là mình cũng đẩy lên hết cỡ rồi. Thế có nghĩa rằng là chịu nó không? Ý đồ không phải. Làm thế nào bây giờ phải luồn được cái, ít ra luồn được cái vải này, phải nó phải qua cái chân vịt này chứ. Đây, muốn nhắc xem, ừ, có thể được. Nó mà rút theo cái chiều này thì cũng phải được. Bây giờ tôi sẽ thử xem nào. Xem là nó có chạy không lại. Bây giờ hạ chân vịt này. Đấy. Bây giờ tôi đạp nhé. Xem. Có nghĩa là nó cũng chơi được. Đấy. Nhưng mà hơi gian nan đây. Vấn đề là làm thế nào để tôi lại đưa được một cái lớp lót này nữa đây. Xuống dưới này. Đây mới là vấn đề. Bây giờ tôi sẽ nhấc chân vịt ở đây để tôi cố phải tôi nhồi các bạn. Cái này là hóa là củ cố. Nếu cố mà được thì cũng là được đẹp. Một cái em phải lùi xuống dưới. Mình lấy lớp này thì nó mỏng hơn một tí. Đo cái khoảng cách để cắt. Đây, nó cỡ được nha.
Đây. Bây giờ tôi sẽ nhấc chân vịt rồi. Đấy, nhấc nhấc chân vịt lên rồi. Nhưng mà nó vẫn cứ dày lắm, nó lại chặt cứng cả lên, nó kẹt. Tôi cũng cứ nhồi đi. Chứ bây giờ mà không cố mà nhồi thì không thể nào mà hoàn thành được nhiệm vụ mong muốn. Bây giờ tôi cố tất cả. Đây nó còn bật cả cái nhựa. Cố gắng cả rồi. Tôi đành phải máy theo cái áng chừng kinh nghiệm, không biết là nó có nhìn là bằng mắt thường để cho nó dính được vào cái lưỡi đấy. Cho nên là mọi người đừng có vội chê cái thằng máy tàu này nhá, nó cũng kinh lắm đấy, giá chiến lắm đấy. Coi là mình sử dụng nó như thế nào thôi. Đây, để đặt lại xem nào. Trượt được qua thì nó sẽ vào tận giữa thì đi vào tốt. Bây giờ tôi sẽ mang ánh chừng đi đấy. Dối cái chỉ trên chỉ dưới một tí, tôi sẽ cắt đi và tôi sẽ thực hiện lại. Đấy, và cái đường may của mình tuy nó không chính xác 100% nhưng mà có vẻ cũng tạo ổn, nó cũng sẽ chuyển động đấy, chơi được chứ không phải lỗi không chơi được đâu. Đấy, những cái này nữa mình sẽ đọc cái chỉ này, cái đường này cho nó đặt thường chút.
việc, thậm chí là hạ chân vịt cẩm trà và rượu gì. Đó, như thế này. Ôi trời, nó cứng, cứng thế này. Bởi vì cái này ấy, nó còn là cả một cái lớp, không phải là vải, mà nó còn là cao su. Rồi ạ, kinh quá. Làm chưa chắc là thành công. Đây rồi. Đấy, đấy, cái kim nó còn oằn đi. Đây tôi cần đúng tay mà nó không chịu xuyên xuống đấy. Đấy, nó không chịu xuyên xuống. Đấy, tôi sẽ vừa máy vừa đẩy máy. Trên hết chỉ trên đó, bây giờ tôi làm cái đánh suốt, nhưng mà dù sao tôi cũng được cái đạo này đó. Rồi ok đó, bây giờ bạn nhấc chân vịt, nhấc chân vịt vô nghĩa quá vì nó đã cứng ở đây rồi, qua dù sao thì vẫn cứ cái chân vịt để tôi kiểm tra xem là được cái đoạn này như thế nào. Ý chà chà, đây mọi người nhìn thấy không, cái mũi dưới của nó đây, nó cũng hơi sơ mép nhưng ít nhất là tôi may thứ nhất là nó cũng vào cái mép à, cũng sát mép. Thứ hai nữa là cũng có mũi nọ mũi kia, nó cũng ăn được vào cái này. Tôi cho đây cũng là một cái thành công, mặc dù nó không được mỹ mãn. Thế dù sao cũng sẽ đánh. Ôi giời ơi, nhưng mà có một cái vấn đề là giờ tôi biết bơi, tại sao phải tháo ra, bởi vì tôi đặt cái tấm này nó ngược. Đó, nó lại ngược cái bề mặt dính. Trời ạ, đấy, rất là quan tâm chú ý quá về cái thủ kia. Đó, đây, tôi tháo cái chỉ ở trên. Thì dễ thôi, cắt cứ bấm đi, thì chỉ dưới thì tự cắt rồi nó sẽ bật ra. Để đánh suốt thì chỉ dưới, nhưng mà vậy thì tôi sẽ phải thay cái chỉ xem là có loại chỉ nào nó dày không. Chỉ, chỉ này là hơi yếu. Gia đình như thế này là mình làm hơi bừa, hơi quá tải, quá sức tưởng tượng. Không ai nghĩ rằng có thể đút được cái miếng này vào để khâu, để may. Thì đừng có nói. Đấy là đáng lẽ tôi phải đặt cái tập chiều như thế này. Kệ nó, bây giờ tôi sẽ thay chỉ khác. Cố xem một chỉ xem nó được không. Nào bây giờ chọn xem loại chỉ nào đây, có cái loại chỉ nào to và nó dai đây, có lẽ là cái loại chỉ tơ này, đây, loại chỉ tơ này thì bây giờ chắc lắm, còn cái sợi nó có vẻ mập hơn. Bây giờ đây mới là chỉ để may cho công nghiệp
đánh suốt. Thế thì hôm trước ấy thì có người cũng hỏi tôi là đánh suốt chỉ vào lúc nào thì thực ra thì cũng đơn giản thôi, nhân tiện đây thì tôi cũng hướng dẫn luôn. Người thì đánh suốt, đây đầu tiên thì để muốn đánh suốt thì quấn mồi cái sợi chỉ vào cái suốt này đã này. Đó. Để nó giữ được. Sau đó thì xem là bây giờ ta mới có cái đất gạt đây, gạt thế này thì khi mà chạy thì mình sẽ xem là nó cuốn theo chiều nào, thì đây này, nó cuốn theo cái chiều thuận của kim đồng hồ, thì mình biết như thế thì mình sẽ phải đặt cái suốt này cho nó phù hợp. Đó, thì như vậy là ta sẽ để đặt không có thì nó sẽ bị ngược. Đó, thì mình phải ra đánh cái suốt là sẽ xong, gạt lại thế này. Đấy, thế và bây giờ đáng nhẽ ra thì cái này nó sẽ là phải có một cái giá để đỡ cho cái cuộn chỉ to, nhưng không có thì tôi cứ đặt nó nằm xuống đất và tôi giữ tay và tôi sẽ đặt. Thank you.
cháu là như quan hệ như thế nào? Cháu là cháu ruột ạ. Cháu ruột ạ? Cháu gái là cháu ruột. Thế sao mà lại không có số điện thoại thì sao? Cháu ở xa về nên là không có số điện thoại. Bởi vì ấy, chú có đấy, nhưng mà vấn đề là có phiền gì không? Bởi vì không biết quan hệ như nào mà làm phiền ấy. Cháu nhờ bác có gọi điện, bác bảo là còn đứa cháu tên là Tiến. Con có mạnh, con có ngặt thì có ngặt không thì bác gọi cho cháu. Nếu mà bác có ngặt thì cháu vào. Ok. Bác hộ cháu đấy. Cháu chờ đi. Cháu vào nhà ngồi đi. Vào trong nhà ngồi đi. Cháu kéo ghế đấy, tạm đấy, ngồi đây, ghế này cháu đây. Bây giờ cháu mất số, đi xa về mất số á. Ừ, đây cháu ngồi đây, để sau lưng nó không tiện lắm. Yến hả? Con bố Mạnh hả? À đúng rồi ạ. Sao bác biết ạ? Cháu vừa nói không? À vâng, cháu Yến con bố Mạnh, con mẹ Yên. Cháu bác mổ bác không nghe máy không? Vâng. Vâng, anh ơi, có cháu Yến con bố Mạnh ở Quảng Yên. Đấy, thì mà cũng không biết số của anh và cũng không biết nhà, thế nhưng mà đang ngồi bên nhà em. Thì em sợ là không biết là người lạ hay người quen thì thôi em cứ hỏi trước anh xem là anh có tiếp không. Cháu nào ạ hả chú? Cháu, cháu Yến, con bố Mạnh. Nó bảo là cháu ruột của chị Thu. Ở bên Hàn Quốc về ạ? Nó ở Hàn Quốc về. Anh hỏi chị xem. Sao rồi con này nó đang ở chú ạ? À? Đây là đang bên nhà em. Cháu muốn gặp chú cô cháu. Thì nó bảo là có việc thì anh có tiếp không? Chú có tắt máy thì đã nhé. Vâng, 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 xong rồi thì anh gọi lại nhé. Xong rồi. Ờ, đấy cháu thấy chưa? Cho nên nói thật sự là bác thì rất là nhiệt tình, hiểu chưa? Thoải mái thôi nhưng mà vấn đề người ta không nghĩ như mình không. Đó, thế mà đấy, con là như người khác mà. Nên con khi sự chú bảo cháu nó sang đây. Cháu thấy không? Đó. Thế mà đây mình chú cần phải chú bảo. Mà đã nói rõ là phải cháu vừa của chị Thu, tức là vợ của ông ấy đúng không? Ừ. Cho nên là cuộc sống cháu uống nước không? Cháu uống nước không? Ờ. Chứ chú thì thoải mái, đó, không vấn đề gì. Làm việc lâu đấy ạ, muộn đấy ạ. Đây là cũng chưa mở lắm đâu, thì đây là khách sạn nha cháu, đây nhà nghỉ mà. Ừ, thế thì đây là rỗi thì mình cứ làm được cái gì thì mình làm cho nó vui mà. Sao bây giờ còn đi chơi? Cháu đi bộ. Đi bộ đi hả? Ờ, ok. Về trước 12 giờ nhá. Dạ. Bây giờ là gì là muốn may và mở những cái miếng nó dày như thế nào, nhưng mà đây là cái máy của Trung Quốc, nó lại trở để dân dụng, mà cái này nó phải lá phải đô phải may ra. Đây đây là cái thảm để chân của xe này, mình muốn may cái miếng băng dính vào để đặt lên cái nền kia, không để đang nhồi cái chân vịt nó còn thấp mà nhồi và mãi không được cái này. Bây giờ đây là cơ cố của cái sức của nó, đáng nghĩa là nó không sản xuất được từng cái loại này. Chứ mình thì lại cứ muốn cố. Ôi trời ơi. Chị chết vẫn còn. Thấy chưa? Đây
chắc theo việc có việc quan trọng đó. Mà sao đi một mình xa thế? Sống mình là cháu có sức khỏe, còn trẻ. Sao bác sao này vào tiền cho anh, cho mẹ lừa đảo cháu, là đánh đập cháu đuổi cô mà. Thế đó. Nên cháu cầu cứu cô cháu. Thấy chưa? Thấy im chưa? Về gia đình cháu. Đúng rồi, cháu đánh cháu. Đó, thế là có thể là không đúng được 100% và chắc không đúng được phần. Sẽ liên lạc với gia đình cháu để xem là tại sao là cháu lại đột xuất xuất hiện ở đây. Đấy, thế xong ở nhà lại sẽ có người sẽ nói ý kiến này, ý kiến kia. Nhưng mà thôi kệ thôi, cuộc sống cứ bình tĩnh cháu. Gặp cháu là tự nhiên thì bác nghĩ rằng là bây giờ con người với con người cứ bác như là con cái bác thôi, cứ bình tĩnh. Nếu có khó khăn gì mà có thể bắt giúp được thì giúp cho. Đúng không ạ? Thế sang Hàn Quốc bây giờ cháu đã đi về hẳn chưa? À, tức là cháu đã có cả quốc tịch bên kia rồi. Có nghĩa là cháu sẽ có thể chủ động được. Ờ, ok, thế tốt rồi. Thế nhưng bên kia cháu đã lấy thành lập gia đình chưa? Cháu cũng có gia đình rồi. Gia đình ở bên kia hay ở bên nào? Ở bên kia. À, nhưng mà người Hàn Quốc hay người mình? Người Hàn. À, người Hàn. Ờ, cũng có thể có một số trở ngại nhất định. Vì nó là cái phong tục tập quán. Xong về nhanh đi cháu ơi. Vâng, nhanh cháu lấy một tay nước nhá. Ừ, cháu lấy cho người bác đi. Đấy, thấy chưa, bác dự đoán cứ như là ra các dự ấy nhỉ. Cháu lấy cho bác đi. Nhưng mà lần sau về sớm nhất mà không cho vào đâu nhé. Phải về muộn. Đi gì không chơi một tí ra về. Công tác nó nghỉ ở đây nhưng mà nó rất ngoan, chỉ cần qua đêm nếu mà phòng một giường thì chỉ có 250.000 thôi, tuyệt vời, rẻ hơn mà con rẻ hơn chất mà. Nói chung là mình cứ đẹp chút là khách đến người ta ở hàng nửa tháng một tháng mà. Thế còn mấy vị chú cũng làm cũng chỉ có tính chất là được thêm hay làm thì vui thế đấy. Cái lương hưu của mình cũng đã thoải mái rồi, không nặng nề gì lắm. Mấy đứa ở đây thích vui. Thế thì ở nhà Quảng Yên thì là cháu còn đấy là bố mẹ hay là anh chị em? Cháu mất rồi, mẹ đi với chồng. À, thế thì vậy. Thế thì ở Quảng Yên bây giờ nhà là nhà gốc của bố mẹ hay là nhà? Nhà gốc đấy thì là của bác phụ ạ. À, à chứ còn bây giờ thế nhưng mà ai trông nhà ở cái nhà đấy? Anh trai cháu. Anh trai gì? À. Thế nhưng mà về anh trai chắc là lại không bằng lòng cái điều gì đó. À, anh ấy ra trưởng. Thế, thế mới thành vấn đề. Anh ấy ra trưởng, anh đánh vợ đánh con. Chứ đáng nhẽ ra thì em gái mình về đúng không? À. Thì dù là cháu thì chắc cũng không định ở Việt Nam đúng không? Cho mình anh hai cháu, bây giờ đứng tên đất là bây giờ lừa đảo cháu, đứng tên đất. Ờ. À. Xong bây giờ là muốn nói đúng hơn là nhưng mà khi những cái lần gửi tiền về thì cháu gửi qua con đường chính tắc hay là gửi bên ngoài? Gửi qua một năm, thứ nhất là ngày xưa thì có bưu điện, còn bây giờ gửi theo văn tin ở trên. Ừ, tức là nói là để có cơ sở không ấy. Cơ sở bây giờ khó ạ.
Bởi vì nếu gửi qua băng kinh là nó có tài liệu. Nhưng mà nếu còn gửi qua bên dịch vụ bên ngoài thì coi như người ta sẽ từ chối. Đúng chưa? Thì nó không có cơ sở. Đấy, cái vấn đề bây giờ kinh tế tiền tài giờ nó nhiều vấn đề lắm cháu ơi. Cái tư tưởng làm cho cái cháu không nên là dục vãn nữa. Bởi vì này, nếu như bởi vì giữa gia đình nhà đấy với lại bác nhá, là người ta rất biết là bác là người quy định, mà bác đã giúp như cháu như thế có nghĩa rằng là người ta phải có trách nhiệm trả lời. Mà người ta đã không trả lời có nghĩa là người ta từ chối. Có hiểu không? Cho nên bác không cần phải gọi điện lại nữa, mà cháu chịu khỏi cháu chờ một lúc nữa. Đấy, để nếu như người ta liên lạc nọ kia đó, thế thì người ta sẽ nói chuyện với bác sau. Chứ bây giờ mà bác việc gì mà bác phải gọi lại nữa, bởi vì đã hiểu ý nhau rồi, đúng không? Đó, lại là một cái điều thừa thãi. Mới có gần một năm thôi á? 7 năm. À 7 năm, 7 năm thì có nghĩa là vào khoảng 2017. Thế nhưng mà mẹ cháu thì coi như là đã đi bước nữa rồi. Có, xin như đi bước nữa là ở nhà khác rồi đúng không? Nhà tiền của bọn cháu gửi về. Không, có nhưng vấn đề là cái chuyện gửi về thì sử dụng thì bác chưa quan tâm. Vâng, nhà ngoài đấy, ra ngoài ở mới bố dưỡng cháu rồi. Ừ, đó. Nó thì sao mà bây giờ tiền do bảo là cháu nó nọ kia không trả, xong giờ bọn bố dựng với anh trai để đánh cháu à, lại cả bố lại cả đánh cháu à. Thì nói chung là cái cách ứng xử như thế thì nó chưa hợp lý lắm, bởi vì á dù sao thì cũng cứ nói với nhau bằng lời đã nhỉ. Con nghĩ là chỉ nên nói thôi, không nên đánh. Ừ, còn đánh thì không nên, bởi vì á đánh nó lại liên quan đến vấn đề pháp luật đấy, chứ không nói chuyện chơi được đâu nhá. Đó, nói gì thì nói chung là Việt Nam mình bây giờ về tôn trọng pháp luật là cũng tiến bộ nhiều rồi, chứ không phải là những cái thời Lâm Văn Rèn phong kiến ngày xưa đâu. Cho cái yên tâm là như thế. Thì nó nói là cái hoàn cảnh là bây giờ mẹ về thì nói chung là mẹ rồi anh trai rồi nói chung là còn đánh đánh đập rồi lấy tiền rồi không vì tiền nó gửi về rồi các thứ này khác, bây giờ lại không nhận rồi đánh đập rồi đuổi nó đi. Vâng, thôi được rồi, cứ theo ý các bác thôi, rồi em sẽ trả lời cháu, vâng nhá, vâng bạn chào. Từ chối và nói thẳng là không có đứa cháu như thế. Không có đứa cháu
Thế thì có nghĩa rằng là về phe mẹ cháu. Ừ, thì về mẹ cháu mà theo phe anh trai cháu thì bây giờ về theo phe anh trai hay mẹ cháu thì cũng là một phe hết cả. Đó là trả lời rõ ràng như thế. Nhưng tại sao cháu lại lên đưa muộn? Đáng là cháu lên ban ngày là người ta đang mở cửa cho cháu vào. Thì cháu hay hơn. Chứ bây giờ mình đợi cái lúc mà người ta lại đóng cửa rồi. Thế bây giờ đấy, cái đấy thì chú anh cháu thế này nó điêu cái thường rồi. Nói thật sự là bác là công an, bác về hưu cho nên nghe thoáng qua là bác đã đoán là diễn biến nó sẽ xảy ra sẽ như thế nào, là mình đoán là về mặt tâm lý rồi nọ kia là cũng tương đối là chính xác đấy. Không có gì. Anh cháu đi nhá. Thế bác cần hỗ trợ gì nữa không? Dạ thôi, bác ấy cũng biết cháu thì cũng đi cô ký ạ. Ừ, thôi được rồi. Ừ, thế kiểu có, cứ bình tĩnh giải quyết cháu nha. Bây giờ tôi đã thay kim mũi kim số 18, đã thay bằng chỉ tơ rất là dai. Và bây giờ tôi lại thử sức của cái máy này xem sao. Với một cái thảm mà đây nó còn có cả cao su, một cái lớp cao su và trên là nó có cả lớp nỉ rất dày. Đó, luôn vào cái chân vịt này nó đã, đây đây chân vịt đang nâng lên mà nó còn rất khó khăn. Đó, nhưng mà tôi cũng cứ thử sao.
tôi sẽ muốn là may lót cái miếng miếng này bên dưới. À, bây giờ là đầu tiên là tôi phải luồn được cái miếng này vào trước. Trời ơi, sao lại giỏi thế? Tôi phục tôi quá. Đấy, trứng ngay cả vào cái lớp này. Đấy. Và đây là hạ chân vịt cũng như không, tức là vì nó dày nó độ rồi. Trúng mép luôn, tôi lại may siêu thế nhỉ. Đó, tôi may bên trên, đẩy bên trên mà lại trúng mép dưới, quá siêu luôn. Tại sao tôi lại siêu thế định như thế? Tiếp tục nào. Vào mép, đứng vào mép và cần phải may. Xem cái gì rồi. Đừng đừng nói, đừng bình tĩnh rồi. Để chú đánh xe lượt. Bảo cháu ơi, bình tĩnh đi không có. Đợi một tí, cái lùi nó sắp cái bộ, tên nữa phải kiềm chế một tí. Xe chú rồi, chú rồi. Thì xe chú rồi. Chú tưởng là lỗ rồi, chúng ta rồi, xe đó. Lỗ rồi thì chú đánh và lùi lại, chú bảo bình tĩnh là thế thôi. Làm sao mà cháu nghe rồi nữa. Dạ, đến lên chút kinh nghiệm. Bây giờ xong rồi mới tắt lắm. Thì cháu nhỡ cháu ngã một cái thì sao? Đau thế không phải. Ừ. Thì sẽ được ghi nhận thành tích chứ sao? Cần gì cháu ạ? Cháu ngủ một chú, 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 cháu
À, chú vẫn tính cho cháu phòng một giường, tiền phòng một giường là 250 một đêm nhá, là giá thấp nhất trong tất cả các loại phòng, được chưa? Ok nhá. Ừ, yên tâm. Bây giờ tôi sẽ lại tiếp tục, tôi may tiếp cái đường quay lại. Đấy, thì nó mới giữ được, nó là vuông vức. Bây giờ phải quay một cái góc 90 độ. Chiều này thì nó sẽ vướng, vậy tôi sẽ phải may quá nó đi xong này. Tôi là phải mà đi từ cái đường chiều này may lại, chứ không có thì sẽ không, cái đằng này nó sẽ vướng vào cái tay máy. Nếu mà vải mỏng thì ta có thể ép vào được, nhưng vải này thì chịu cứng quá, thôi để mấy mũi nữa cho nó. Chân thịt lên và kéo nó ra. Đấy, kéo ra khó ai được đấy. Chê máy nha, máy rẻ tiền nha. Vấn đề là ở cái chỗ là người sử dụng, chứ không phải là máy rẻ tiền. Kim mũi chỉ đều tăm tắp, tốt hơn khác. Chưa? À, chưa chắc ở đây.
mặt cứng được này, mặt cái suốt này, mặt cái dở. Mặt cứng này, mặt chỉ trên nó đi. Tiếp à, mang tiếp à, tôi dở thôi.